Yeah. Hey. Hey. That's Fury. Yeah. Yeah. Chỉ muốn quay đến cái việc làm, trong khi rap game đến đưa miếng ăn và miếng nói chứ để phải the night right. Hey. Tao ăn cục beef cho mày ăn hết, muốn đấu solo hay là team để mày nhờ ai nhai. Khi đây chung tay đưa đắp game lên một tầm cấp mới, mày không thích hay sao mà đập phá. Trong bắt đầu diss tao đập Skylar, còn nó đập gì mày cũng biết rồi đó đập đá. Sao mày không diss Louis trước khi lên TV đi mà châu chơi nó là xong rồi mày mới diss về fam. Không muốn là gì nói tao nghe hay mày còn chơi cú buồn so bị đấm đã tiếc. Thằng khắm này bao năm không khá chút nào, lướt vào nhìn thấy cũng khá là tiếc không tin. Đã xong trận đấu mày cá là biết tụi nó hỏi tao để làm gì, tao bảo tụi đá mà giết. Hey, người ta luôn mong cho mày mai sáng chứ nếu có một ai muốn mình lại tự kỷ về đêm đâu. Thời khu tao sống người ta cho được tiếng tăm từ 2020 xem lại coi mày đang đâu. ATV đi thì tao thấy họ cũng giỏi chứ thằng đời này ngu dốt không có tí để phải mờ. Nếu không học hỏi thì cuộc đời mày sẽ ngã mãi y chang như cái cách SGM tắt Skyler. Không lẽ lên truyền hình phải đúng ý mày thì mày mới công nhận à. Chứ mày tí bánh mày mới tươi cười niềm nở chung để mà không giận à. Mày muốn tìm người đồng cảm để lắng nghe mày chửi vô quy hay cây từ lúc bị đạp Skyler. Đã chọn deny làm chỗ đáp cho nên là hai ngày trước là lúc bị nhập. Ê, chạy đi con nai vàng, chạy đi con nai vàng, chạy đi con nai. Mày đi con nai vàng, chạy đi con nai vàng, chạy đi con nai. Chạy đi con nai vàng, chạy đi con nai vàng, chạy đi con nai. Chạy đi con nai vàng, chạy đi con nai vàng, chạy đi con nai. Mày đang có thời đỉnh phong để mà đấu với tao, mà là đêm sao không chung sân khấu với sao. Mày ghen ăn tức ở trong máu mới đau, mày có thể giấu đến tụi nó sao mà giấu với tao. Không điển gì đâu làm ơn sắp đi, mày không còn hơn được ai thì nên lặng im giùm tao. Người ta còn quen tương lai chứ ai mà biết đời này là ai. Tất kỷ 2012. Chạy đi con nai vàng, chạy đi con nai. Chạy đi con nai vàng, chạy đi con nai vàng, chạy đi con nai. Chạy đi con nai vàng, chạy đi con nai vàng, chạy đi con nai. Chạy đi con nai vàng, chạy đi con nai vàng, chạy đi con nai. Tao không ghét mày đâu, tao không ghét mày đâu. Tao không ghét mày đâu, nhưng vì cuộc sống nó ép như vậy. Tao không ghét mày đâu, tao không ghét mày đâu. Tao không ghét mày đâu, nhưng vì cuộc sống nó ép như vậy. Nói về tiếng thì YouTube tao có và chắc lặt vặt cũng hơn chục triệu view. Còn mày hú mày hét mày bú mày liếm mày ế thì vẫn ế điều hiu. Còn mà nói về điếc thì đông tay nam bắt tao đâu có ngán thằng nào. Tung ra con chắc là gà trong khoáng đồng bào. Hiểu chưa thằng oắt mày đâu có ngang hàng tao. Mày nói mày ghét thằng phát mày điếc thằng phúc luôn cả em mày xí. Giờ mày nói mày thích mày quý mày mến thì phát giờ anh em vô quý. Tao nhớ mày đéo từng nhắc từng nói về nó trước khi nó lên TV. Đời này điếc vì lòng tham sân si. Còn Ed Fury đưa hai tay nâng mi. Việc rap lột xác là công sức của bao người khác và cả một cộng đồng. Biên nó thì đéo có gì khác. Từ 2008 chỉ có khu tao sống. Đối với việc rap thì nó như thánh sống. Như thằng nhỏ thấy sai nhưng đéo ai dám chống. Chỉ có tao là dám đứng về một phe phản diện. Nói lên những suy nghĩ khác biệt với đám đông. Tao không ghét mày đâu, tao không ghét mày đâu. Tao không ghét mày đâu, nhưng vì cuộc sống nó ép như vậy. Tao không ghét mày đâu, tao không ghét mày đâu. Tao không ghét mày đâu, nhưng vì cuộc sống nó ép như vậy. Tao đi lên từ đôi bàn tay trắng, bước vào việc cáp hứng chịu nhiều cay đắng. Đôi khi ngẫm nghĩ cũng thấy mình may mắn khi viết ra những lời nhạc khiến nhiều người say đắm. Thôi xếp cất quá khứ vào ngày ngắn, đối diện thực tại tình hình đang gây cấn. Bốn phương tám hướng có nhiều thằng gây hấn, tụi nó đất muốn thấy tao té nhưng mà đâu dễ ăn. Có nhà có xe có vợ đẹp con xinh và tao có việc làm. Tụi mày nói tao bú phèm mà phèm tao bú lấy chắc đem đổi được vàng. Cuộc sống tao ổn men, không nổi tiếng nhưng vẫn cứ hiên ngang. Không cần thiết phải làm trò làm xiếc nữa rồi đéo ai còn biết khi mà buổi tiệc tàn. Tụi nó nói tao rap kém mà thích đi điếc đú, ok không sai. Tụi nó nói tao bố láo đều viết đơn tố cáo, ok không sao. Tụi nó nói tao phản thầy, liên quan cái đéo gì tao đâu có phản mày. Để tốn thêm chất xám cho mấy thằng mất dạy, tụi mày làm tao mất hứng cuộc chiến này mất hay. Tao không ghét mày đâu, tao không ghét mày đâu. Tao không ghét mày đâu, nhưng vì cuộc sống nó ép như vậy. Tao không ghét mày đâu, tao không ghét mày đâu. Tao không ghét mày đâu, nhưng vì cuộc sống nó ép như vậy.